Vincenzo đã đi đến những tập cuối và vẫn đang là bộ phim đứng đầu danh sách phim hot trên Netflix Việt. Ngoài nội dung hồi hộp gay cấn, những màn đấu đá căng thẳng giữa các mafia hay là các siêu xe đắt đỏ, thì một trong những thứ khiến fan không khỏi u mê chính là tủ đồ của anh trùm Vincenzo. Chào mừng đã quay trở lại với Ten Asia và sau đây hãy cùng chúng mình bóc giá những bộ đồ ngủ đắt sắc răng miếng của Song Joong Ki trong Vincenzo nhé. Bộ đồ pyjama tập 2. Rẻ nhất trong bộ sưu tập đồ ngủ của anh trùm Vincenzo là bộ pyjama xanh trong tập 2 của bộ phim đến từ thương hiệu Mayflower. Với phần xanh navy sọc trắng, nẹp viền và cổ áo màu trắng, đây là bộ đồ ngủ có chất liệu cốt tông hiếm hoi trong tủ đồ ngủ của anh chàng. Cộng với logo thương hiệu trông có phần hầm hố ở ngực áo, có vẻ như anh chàng muốn tạo ấn tượng về việc mình là một mafia trong thế giới ngầm thứ thiệt, chứ không phải là anh chàng đẹp trai hơn hoa như những vai diễn trước đó nữa. Bộ đồ này có giá 40.800 won, tương đương với 845.000 đồng. Bộ đồ pyjama tập 9. Có vẻ như anh trùm Song Joong Ki rất ưu ái những mẫu pyjama xanh sọc kiểu dáng truyền thống và chất liệu trơn bóng. Trong tập 9, anh tiếp tục diện một mẫu đồ ngủ đến từ thương hiệu Lululemon. Bộ đồ này lại có giá rất hạt rẻ khi chỉ cần tốn khoảng 60.000 won, tương đương với 1.240.000 đồng. Có lẽ số tiền tiết kiệm được khi mua bộ đồ này, anh trùm nên mua một bộ bẫy chim bồ câu để tống khứ được thủ phạm khiến anh chàng mất ngủ từ tập 1 đến tập 9. Bộ đồ ngủ trong tập 9. Lần này, Vincenzo phối một bộ trang phục họa tiết với áo choàng trơn màu. Phần áo choàng đến từ Albany, vẫn chất liệu lụa cùng những đường nẹp cổ áo và viền tay màu trắng cơ bản, anh phối với quần áo sọc xanh trắng. Pyjama của thương hiệu này cũng có giá mềm hơn hẳn so với Happiness, khi giá trị của cả set đồ chỉ rơi vào khoảng 64.800 won cho áo choàng và 54.800 won cho bộ đồ ngủ bên trong. Tổng giá trị set đồ là 2.500.000 tiền Việt, một mức giá rất phải chăng phải không? Bộ đồ ngủ sang chảnh tập 1. Tập 1 của Vincenzo giống như một show diện pyjama của anh trùm khi có tới 3 bộ đồ cùng xuất hiện. Bộ đồ có cái tên rất thơ mộng, hoa diên vị đen này vẫn là một trong những sản phẩm của Happiness với giá 529.000 won, tương đương với 10.950.000 tiền Việt. Với họa tiết xanh sọc đỏ và những đường line trắng rất mảnh, hoa diên vị đen mang tới cảm giác giả dặn hơn hẳn các bộ đồ ngủ khác mà Vincenzo diện trong cả bộ phim. Điều đáng nói là đang trong tình cảnh đi tắm nhờ ngủ nhờ mà anh trùm vẫn nhất định phải trang bị bộ đồ ngủ hoành tráng hết phần thiên hạ. Bộ đồ ngủ trắng trong tập 2. Trong tập 2 của bộ phim, Song Joong Ki diện một bộ pyjama trắng mang tên Cloud Dancer Man đến từ thương hiệu đồ ngủ nội địa của Hàn Happiness. Bộ đồ lấy cảm hứng từ những con đường đầy xương ở viên với chất liệu lụa nhân tạo và họa tiết sọc đen trắng. Bộ đồ ngủ mang tới cảm giác sang trọng và cao cấp. Bộ đồ này có giá 549.000 won, tương đương với 11.400.000 tiền Việt. Đắt đỏ là vậy, nhưng có vẻ như bộ đồ trắng này cũng không giúp cho Vincenzo có được một giấc ngủ ngon khi anh chàng gặp một ác mộng siêu to khổng lồ với cuộc đời của mình hồi còn ở Ý. Bộ đồ ngủ xanh trong tập 1. Ngay từ những phút đầu phim, Song Joong Ki đã trình làng khán giả một bộ đồ ngủ ấn tượng. Dù trong bộ đồ này, anh vẫn phải chống lại một đám mafia đột nhập vào nhà mình và tự tay tiêu diệt từng tên một. Bộ đồ ngủ mang tên Spark of Light Robe đến từ thương hiệu Happiness mang đến cho người ta một cảm giác bí ẩn với họa tiết ánh sáng cách điệu cùng đường viền đỏ chạy dọc váy áo, túi ngực và cổ tay. Kết hợp cùng áo choàng buộc đồng bộ, giá trị bộ đồ là 640.000 won cho áo choàng và 540.000 won cho bộ quần áo. Tổng giá trị set đồ là 1.180.000 won, tương đương với 24.500.000 tiền Việt. Và đó là 6 set đồ ngủ với mức giá rớt hàng của anh trùm Vincenzo. Tất nhiên, anh trùm còn ghi ấn tượng với bộ sưu tập sui và đặc biệt là những chiếc đồng hồ với trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Nếu bạn muốn Ten Asia làm về bộ sưu tập đồng hồ của Vincenzo, đừng quên comment xuống phía dưới cho chúng mình biết với nhé. Và cũng đừng quên like, share video này và subscribe kênh YouTube của Ten Asia để đón xem những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.